Rồi, lời nói đầu tiên, Cao Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các bạn. Thì trời cũng đang mưa. Thì hôm nay nè các bạn, mình sẽ tiến hành mình chia sẻ với các bạn một cái cách của mình về cái làm cái cây mai chân dài. Thì mình có một số cây mai mình nuôi trồng 3 chậu. Đó. Thì cái chậu này là cái chậu mình cũng nuôi một thời gian nè các bạn đó. Thì có một số cây nè. Thì cái này là toàn bộ mình làm chân dài cho có này có kia ha. Thì cây này nó cũng đã nổi cái đế lên này nè. Đó. Nhìn nó cũng rất là đẹp. Thì này là chân dài, nuôi từ chân dài. Thì trong những ngày tới mình sẽ lấy một số cây mai của con mình cũng sẽ làm như thế này đây. Thì cái chậu này là cái chậu C9 đó gì các bạn. Ừ, C9 nè. Rồi cái C10 các bạn. Ủa, C10 ha. Chậu này chậu C10 rồi C8 rồi cái này là C7 hay gì á, C7 đó. Thì ba cái chậu thì mình cũng đã làm được một số rồi. Thì hôm nay mình tiếp tục làm video này để chia sẻ đến các bạn ha, để các bạn xem và có thể là thực hiện theo cái phương pháp này thì nó cũng ok. Thì đó, thì cây này cái là mình mới vừa vô một cái chậu nữa, thì trồng 3 chậu xong thì sau khi cây nó phát triển mạnh một thời gian thì bắt đầu mình sẽ trồng vô cái chậu thứ tư đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cho các bạn xem. Thì đây là cái mà xưa dừa mình đã trộn nè. Thì mình trộn tỷ lệ đó là 70% xưa dừa và 30% chấu đó các bạn. Thì các bạn có thể pha đất với cát vô luôn. Tuy nhiên do ở đây là do cái mình không có cái mà cát với chấu cho nên mình cứ để như thôi. Đó đây. Rồi đây nè, rồi mình sẽ tiến hành mình vô ha. Rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vô cái chất trồng để cho các bạn xem. Đây. Đó, vô và nén cho để trồng chặt nha. Thì chấu với cái vườn này thì nó cái chậu này là quên đó, mình chia sẻ các bạn luôn, cái chậu này chậu C10 cái chậu cuối cùng. Và đây là cái chậu C16 nha. Chúng ta ém cho nó chặt nha. Mình sẽ làm một số luôn. Cái này có cát vô thì nó còn tuyệt vời hơn, ngoài nặng nha các bạn. Thì xài cũng được số 5. Còn các bạn không có thì có thể lấy từ cái mà chậu mà xi măng luôn thì nó cũng được lâu dài hơn nha. Này trời mưa các bạn. Còn cái nói nhiều trộn mình rất là lâu nè, tại vì nó ướt quá các bạn. Mình ngâm nè, xưa giờ chấu với xưa giờ này ngâm cũng khoảng gần nửa tháng nè, ngâm nước rồi cứ để vậy thôi. Để nó ra thử là mũ chứ mua số lượng nhiều rồi về làm vậy thôi. Xuống dưới cái thành này nè, tầm khoảng 2 cm đấy các bạn. Để nữa cho cái sư dưỡng nó có lắng xuống thì nó không có lòi cái để lên. Rồi chúng ta ém chặt nha, ém chặt thì chặt nha. Được một cái chậu rồi đó. Rồi các bạn, thì nguyên một đống như thế đó thì vô chỉ được 3 cái chậu 16 thôi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhắc cái chậu lên để cho các bạn xem nè ha. Đây, tại vì mình để có cái chân quay nè. Đó. Thì để ngay tầm thôi. Thì còn cái độ tầm khoảng 2 cm thì rồi mình sẽ vô xì dừa tiếp. Đó, vậy đó. Đó các bạn, xong rồi đó. Rồi các bạn, thì bây giờ nè mình sẽ tiến hành mình cắt đít ra cho các bạn xem nó rất là cao rồi đó nha. Thì hôm ta chỉnh lại
mình dùng cái con dao này, mình để tại mình để dưới quay á, đi trên cái chậu này luôn. Lý do mà mình để cho nó mà xuống như thế là nó có cái mà nó có cái dụng ý nha các bạn, nó để cho nó khi mà nó vô nó sắc xuống thì nó không có bị cái tình trạng đó là nó bị lúng, nó lòi bù rễ lên. Nếu người ta để dưới mặt thì nó sẽ lòi rễ lên đó. Kéo ra đó, xong rồi các bạn ha. Rồi dẫn lại cho nó cho nó bằng lên đó. Rồi đó các bạn, thì sau khi mà do mưa các bạn nên đặt cái máy quay trong ha, đó rồi mình chỉnh lại thôi, vô nè, đó ở đâu mình dùng ghim, mình ghim lại đó các bạn. Thì mình vừa tầm khoảng cái miệng chậu tới này nè, làm tầm khoảng 2 cm để mình vô cái chất trồng để cho nó phủ đổ cái rễ nó ra, nó không có bị cái tình trạng nó bị lồi nha. Đó là đó nè, nó đi nó lại nhiều căng lại nè, còn lúng nha các bạn, nó chắc chắn là nó sẽ lúng đó. Chính là những ngày mà mưa các bạn làm thì mấy cái kia mình cũng đã cắt bớt bỏ, mình chỉ làm cái nội dung chính thôi đó, thì nó cũng vậy thôi các bạn. Làm được này ở hai cây rồi các bạn, hai cây hết mưa rồi các bạn, nghe nó hót rồi các bạn ha. Thì do cái chậm thôi, thì cây này nó có bộ đế cũng khá là đẹp này, lựa chọn lúc đó mình chọn rồi xong rồi các bạn, chỉ là chúng ta tắn hoặc là không đó, ngay cái tầm rồi đó chậm ha. Đó, ở đầu lấy cây này cầm lên thôi, cũng đã đứng đợi cho nó thời gian phát triển xuống thôi. Thì vừa mới một đó các bạn, mình sẽ lựa cái những cây tận dụng những cái cây lại trồng hai đây cho nó mau nha. Cây này mình đã vô xong rồi đó, thì nếu mà từ cái lúc mà tới cái mặt chậu nè, 20-40 lên đây gần khoảng tầm 40 đó, rất là cao nè đó, thì nuôi nó đang rất là phát triển rất là mạnh nè, cái đọt đó các bạn, đọt phát triển mạnh thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình vô lại đó, tạo cái cò nè, lúc uống nè, lúc uống tạo cái cò cho nó nè. Thì toàn bộ đây là những cái cò thấy không, tại mưa mình không có ra được ha các bạn đó. Thì cái chậu này là cái chậu 16 phía dưới cùng nuôi luôn rồi đó các bạn. Đó thì nữa đầu cái ngọn nó phát triển mạnh á, đầu chúng ta tiếp tục lắc ha. Rồi. Đó là cái cây đầu tiên. Mình chắc làm khoảng 2 cây là được rồi các bạn ha. Mình chia sẻ 2 cây ha. Có gì các bạn thông cảm ha. Rồi. Rồi các bạn, thì cái này mình sẽ tiến hành mình vô làm cây nữa ha. Đó, chia sẻ các bạn cách làm thôi nha. Chứ không phải làm để cho các bạn xem. Đó, các bạn chậu xảo gần như xẻo luôn, cái chậu này mới gần như xẻo luôn các bạn, nặng nặng nha. Mình lựa những cái mai ok để mà lên cái vàng nữa ha. Đẹp chứ, đây là chậu chảy ngay tầm đó.
thường là những cái mai như thế này là mình uống cái dáng đó các bạn, nó đất lượng nhưng mà nó hơi không có cái giọng xa quá nha, cái giọng xe này nó không đi xa quá, mình đi hơi hơi co để nó phù hợp với cái đế, nó đi xa quá thì nó xấu á. Đó là đó, cái giọng xe này nè, đất lượng nhưng mà nó hơi đất quanh thang á, nó không có dài quá để mà nó đi, nếu mà đi cái đế mà nó cao quá thì các bạn đi xa quá thì móc á để xấu đó, vừa thôi như thế là nó đẹp. Rồi tiếp tục bạn thấy không, thì đó là rồi. Thì sau khi mà ui, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt nè các bạn, cắt cái đít nhóm mã thôi để trên đây luôn, cắt cho nó dễ nha. Cắt chia sẻ các bạn nội dung chứ không phải làm để cho các bạn xem, làm xong thì không cần nói, mình cứ làm thôi cho xong thôi. Hụt rồi các bạn thấy không, này thời gian hụt chậm lại, chậm chậm rồi thôi, mưa rồi đó các bạn. Thì khi trồng mới uống thì nó sẽ ảnh hưởng tới cây, rồi khi mà nó phát là lại rồi lúc đầu chúng ta sẽ tiến hành thì vô trồng hết và lắc lượng nuôi các bạn, nuôi luôn của định thì có cát thêm cát vô thì nó sẽ tốt hơn. Rồi xong bây giờ chỉ cần cái việc đó là cố định nó lại thôi. Đây nè, thì đó là hai cây mai mà mình đã vô, mình là vô tổng cộng cũng khoảng ba cây rồi các bạn, ba cây mà uống hết hai bao sư dừa. Bạn thấy không, cái chậu 16 này nó tốt, sư dừa giả men luôn. Rồi đó các bạn, xong rồi đó. Rồi, đây là những cây mai chim dài. Rồi xin chào các bạn, thì sau đây xin mời các bạn xem lại ba cây mai mình đã vô nè. Ba cây mai vô khá là cao đó, và khá là nặng nha, tại vì chậu này chậu 16 thì cái chậu bên đây thì nó hơi ngắn hơn tại vì do cắt đó các bạn. Rồi đây là những cái đường uốn thăn lắc lộn, thì để nữa nó lên cái điểm ngọn nữa các bạn đó, điểm lên cái điểm ngọn nữa thì sẽ tiến hành là uốn lại tiếp, lắc lợn tiếp ha, thì nuôi từ từ. Thì tại sao mà phải uốn như thế này thì tại vì cái gốc đó các bạn lúc nào nó cũng lớn hơn thì chúng ta khó uốn, thì chúng ta sẽ uống từ cái gốc đi lên, thì cái ngọn lên từ từ thì đến đâu chúng ta uống đó thì cây nó sẽ đẹp đó. Thì đó là một số cái cách của mình làm ha, thì mình chia sẻ cho các bạn đó. Thì có này có nọ, bên cạnh những cây mai mà mình đã chia sẻ các bạn về cái đường thăng, đây là những cái mai cúc đó các bạn đó. Thì mình cũng làm một số cái chân dài, nói chân dài thì mình không có làm trong cái ống, mà các bạn làm trong cái ống mũ cũng được, ống mũ ống nước á, nhưng mà mình ở đây mình dưới cái chậu thì mình làm như thế này thì nó cũng sẽ ăn xuống thôi các bạn, không có được, không có vấn đề ha. Nó thì cái chậu này nè, nó ra xong thì bắt đầu nó sẽ xuống từ 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 ha. Đó, thì nó xuống tới cái chậu này là chậu cuối cùng và nó phát triển mạnh đó, tạo chân dài. Thì giống như mình đã chia sẻ đó, thì chân dài á, thì cái đường thăng uống không có được đi xa quá hoàn phần gốc, nó xấu ha các bạn, phải uống hơi lắc lượng lên
xung quanh cái phần gốc á, thì nó mới đẹp được nữa. Thì đó là một số cái kinh nghiệm mình chia sẻ. Thì mình chỉ vô được có mấy cây, còn nhiều lắm nha các bạn. Thì tải hết sơ dừa rồi, mình sẽ tiến hành kêu sơ dừa thêm đó các bạn, thấy không? Thì ba cái chậu á, vô ba cái chậu này á, thì tốn gần 2 bao sơ dừa và một khúc chấu đó. Thì có cát độn vô thì nó cũng ok hơn ha. Thì đó là mà cái kinh nghiệm cái hoặc cái cách của mình làm để tạo một cái cây chim dài đó các bạn. Thì nó cũng đã u lên này nè, thấy không? Thì đang nuôi tiếp tục rồi. Xin chào các bạn ha.